Rồi tiếp theo đấy thì ở lần trước mình có hướng dẫn các bạn là sử dụng cái Dialog này để sử dụng cái Dialog này để hiển thị cái phần level của người chơi nữa, hiển thị cái phần kết thúc. Thì ở phần này mình sẽ nâng cấp hơn một chút xíu, đấy, nâng cấp hơn một chút xíu. Nâng cấp hơn một chút xíu đó là cái mình sẽ thêm cho nó hai cái nút. Nâng cấp hơn cái gì rồi? Thêm cho nó hai cái nút đi, mình thêm cho nó hai nút. Một nút là nút chơi lại. Đấy, một nút chơi lại. Và tiếp theo nữa là một nút khác nữa là nút một nút quay về chẳng hạn. Đấy, ok chưa? Thì để làm được cái điều đấy nhá, thì mình sẽ không sử dụng cái thằng dialog nữa. Đấy, mình sẽ tạo ra một cái màn chơi mới. Đấy, Java class. Thì các bạn kích chuột phải đây, các bạn chọn new cho mình một cái activity. Đấy, empty activity. Mình sẽ đặt tên cái thằng này là kết thúc. Kết thúc cuộc tình này là chấm hết. Kết thúc activity. Enter này. Rồi cứ để cho chạy đi. Thì cái cấu trúc nhá, thì cái cấu trúc của cái thằng activity này, ô chết rồi, mình tạo ra cái thằng ở đây, bây giờ nó hiện này. Cấu trúc của cái thằng này thì đơn giản thôi, mình vẫn tạo ra bốn cái hàm tương tự. Đấy, bốn hàm tương tự, ok. Đấy, sau đó mình paste vào trên này. Đơn giản nó sẽ lỗi bởi mình copy mà, nhưng mà bây giờ hiện tại đúng ra cái hàm này của mình phải không có cái gì. Đấy, phải không có gì cơ. Đấy. Ok, mình xóa đi này. Rồi. Rồi sau đó sang bên main activity kết thúc ở đây, mình tiến hành, mình sẽ thiết kế ở đây này, mình sẽ thiết kế ở đây. Đó. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ lấy cái dialog đây. Mình copy nguyên cả cái mảng này. Nguyên cả tất tần tật, Ctrl A, Ctrl C. Đấy. Dialog kết thúc đâu đó nhỉ? Đấy, mình paste vào trong này. Ok, sẽ được như này. Bây giờ mình chỉ thay đổi lại một xíu thôi. Con thằng này mình sẽ để cho nó là graffiti, mình sẽ để cho nó là center. Đấy, thì nó sẽ căn được cái ra giữa cho mình. Đấy, và bây giờ thay vì là mỗi lần, thay vì mà khi mà kết thúc hiện đại lốc thì mình sẽ chuyển sang cái màn đấy, đúng chưa? Thì ở đây mình chọn new dialog chấm sâu đúng không? Hết giờ đúng không? Mình sẽ comment lại, mình không sử dụng thằng này nữa mà mình sẽ sử dụng là start activity. Mình sẽ tạo ra một cái intent. Intent nó để chuyển giữa hai cái activity khác nhau ấy. Intent này. Chết, intent đâu rồi? Intent t intent bằng new một cái intent. Rồi mình sẽ chuyển từ cái chính nó này, từ thằng này sang cái thằng màn hình kết thúc. Kết thúc activity. Đó, chấm phải này, sau đó mình chết, thiếu 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 thiếu. Kết thúc activity chấm class. Rồi sau đó xong à. Sau đó xong thì cái thằng này mình sẽ sử dụng gọi ra cái hàm là start activity. Và mình truyền vào cái intent này. Đấy, để nó tiến hành nó chuyển qua cái màn kết thúc của mình. Đó, sau bây giờ mình muốn run này xem được gì nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm này, bấm chơi một vài lượt đi. Đấy, chơi một vài lượt, ok chưa? Đấy, rồi mình sẽ để cho nó tự kết thúc này. Rồi, như các bạn thấy thì nó đã chuyển sang một cái màn hình kết thúc, đúng chưa? Đấy, xin chúc mừng bạn đã được vẫn level 1 này. Tại sao vẫn level 1? Đơn giản thôi. Bởi vì là ở bên cái màn hình kết thúc activity của mình chưa có cái gì cả. Đấy, hoàn toàn chưa có gì cả. Nó chỉ là hiện lên này thôi. Thì bây giờ mình muốn truyền cái level mà người chơi đạt được ở trong này sang bên trên cái thằng màn kết thúc activity kia. Đấy. Để nó hiển thị lên. Đấy, thì đơn giản thôi. Cái này nhá. Ở trong phần dialog này. Các bạn copy nguyên cái thằng này cho mình. Đây, các bạn cứ copy nguyên hai dòng ở trước nhá. Cứ copy nguyên nhá. Sau đó các hạ paste vào hàm ánh xạ cho mình. Mình sẽ thay đổi lại một chút. Thằng này mình sẽ mình sẽ tạo ra nó biến level ở trên, mình tạo ra một biến text view level ở bên trên này. Đấy, xong dưới này thì mình ánh xạ.
là cái phần này thì mình sẽ là vứt xuống hàm setup đó, và mình sẽ tạo ra cái biến never ở trên này. Inter never đó bằng không đi đấy, ok đấy. Còn bây giờ nếu như mà run thì sao? Run thì đương nhiên nó sẽ hiển thị chữ không rồi. Nếu như mà kết thúc game sẽ sang cái màn nó hiển thị chữ số 0, bạn đang dừng lại level số 0. Đó, vẫn level 1. Ủa lý do gì vẫn level 1? Sai sai nhá. Mình chạy lại nhé, để mình chạy lại nhé, xem có tại sao nó vẫn level 1. Đúng ra theo đúng lý thuyết thì nó sẽ phải hiển thị là level 0 mới đúng. Vì ở đây mình cái biến level ở đây mình sẽ đang set là số 0 mà. Chết rồi, lại bị lỗi rồi. Rồi là mình cứ để cho nó chạy đi này. Rồi đấy, bây giờ cái never này mới là hiện thị ở vị trí số 0. Đấy. Thì giờ mình muốn truyền cái biến never mà người chơi đang kết thúc dừng lại đây, truyền sang bên này. Truyền sang bên này hiển thị thì mình sẽ làm nào. Đó. Thì như các bạn đã thấy thì cái biến never của mình là ở trong cái thằng định nghĩa chấm never đúng không? Đấy. Thì đấy, các bạn gọi cái thằng intern ra cho mình. Các bạn gọi ra một cái hàm, nó hàm put extra. À quên, nói sơ qua một chút nhé, cái phần put extra mình cũng nói ở trên cái video này nhá. Đấy, cũng nói trên cái video này thì các bạn có thể tìm và các bạn có thể xem lại. Đấy. Đấy, put extra. Put extra đây. Ok, thì mình sẽ chuyển sang một cái biến. Mình sẽ chuyển sang một cái biến level này. Đấy, có tên là level và có cái giá trị bằng định nghĩa chấm level chấm vậy. Rồi ok, thế là xong rồi. Tiếp đến nữa ở bên kết thúc này đấy, thì mình cũng phải tiến hành mình nhận cái biến đấy đúng không? Mình phải nhận cái biến từ kia sang, thì đó là mình sẽ gọi cái biến level của mình ra bằng get. Các bạn gọi cho mình cái hàm get intent chấm get inter extra đấy, và các bạn truyền vào cho mình cái biến, là cái biến chính là cái biến never kia, cái biến có tên là never và giá trị mặc định mình sẽ để là không thôi, chấm vào này. Rồi xong rồi mình bấm run xem được cái gì. Rồi rồi là ví dụ bây giờ mình cứ chơi đi. Ok. Sao nhỉ? Sorry các bạn nhé, cái bản Android mình mới update lên thằng 4.2, bản 4.4.2 bản beta hay sao đấy. Mình không rõ lắm nhưng mà hiện tại nó đang bị cái lỗi là phải chạy 2 lần liền thì mới được. Chứ không nó vẫn lưu cái cách cũ, lưu cái app cũ mình chạy mà mình làm ấy, app cũ lưu cái code cũ ấy. Rồi mình cứ để cho nó dừng đi. Hiện tại đang ở level 5 nhá. Đấy, ok các bạn nhìn chưa? Đấy, nó đang hiển thị là level 5. Đó. Rồi xong, đấy, thì đấy là cái phần mà chuyển sang cái màn kia. Đấy, thì bây giờ nó đang bị một chút như này. Đó, bây giờ mà mình bấm bấm back lại này. Đấy, ok, đấy bấm back lại phát này. Thì lại chuyển về sang bên này và đơn giản là mình không thao tác được gì ở bên trên này cả. Mình cũng không thao tác được gì ở màn trên này cả. Thì như thế nó hơi phi logic một chút đúng không? Thì các bạn sang bên main active cho mình. Đấy, lúc mà chuyển sang cái màn này, các bạn gọi cho mình cái hàm finish. Đấy, để nó tiến hành nó à đâu? Finish dưới thằng start active để nó tiến hành nó ngưng lại. Đấy, nó ngưng lại nó không chạy nữa. Nó ngưng lại thì lúc các bạn back về thì nó vẫn thế thôi. Rồi ok, bây giờ mình muốn chơi này. Đây mình chơi. Ôi chơi chơi một lúc mà tiền mình lên tận gần 200 rồi đấy. Rồi cứ để cho nó dừng đi. Đấy, hiện tại đang ở level 7 đúng không? Đấy, mình bấm back lại này. Đấy, thì nó lập tức nó thoát app luôn chứ nó không hề quay lại màn cũ nữa. Đấy, như thế thì nó sẽ đúng logic hơn.
Rồi tiếp theo đấy nhá. Tiếp theo đấy này, ở trong cái thằng bây giờ đến cái giai đoạn là mình thêm hai cái nút ở dưới này. Đấy, thêm hai cái nút ở dưới này. Đấy. Thì ở đây nhá, mình sẽ copy một cái tag view ở dưới này. Đấy, copy một cái tag view này. Đấy, mình paste xuống dưới này. Đó, phải sửa lại một xíu rồi. Mình xóa cái ID đi. Đấy. Width mình sẽ cho thằng này là khoảng tầm 120 dp thôi. Đấy, 120 dp. Đấy. Height mình cho là 40 dp thôi. Đấy. Cái background thì mình sẽ cho nó là chính là cái thằng BTL coin kia đấy. Và text, cái text text mình sẽ sửa lại thành chơi lại. Chơi lại. Ừ, đó, ok, mình sẽ làm cái chức năng chơi lại. Cái text size mình sửa cho thành 16 SP này. Đấy, cho nó chữ nhỏ đi một xíu. 16 SP. À, thêm cho ngài cái margin đi. Margin 10 dp. Ok, đấy, 10 dp. Chơi lại này. Xóa cái text on cap này, nhìn cái text on cap nhìn xấu quá. Xóa cái text on cap đi. Margin cho nó tầm 20 dp này. Đấy. Rồi mình copy tiếp một cái text view nữa. Đấy. Ôi mà 20 dp nhìn nó hơi xấu, 10 thôi, 10 thôi, 10 thôi. Mỗi thằng 10 thôi. Đấy, ok, thì cái text view này mình sẽ sửa cho nó thành thằng này mình sẽ sửa thành 130 dp đấy, cho nó to hơn xíu. Và cái text nữa ở đây mình sẽ không phải là chơi lại nữa, mà là text đây sẽ làm thoát game. Thoát game. Thoát game đấy. Tiếp theo nữa nữa đến là cái chức năng chắc lưu điểm số đi. Đấy, lưu điểm số. Thôi, cái chức năng lưu điểm số từ từ mình hướng dẫn các bạn sau. Đấy, ok, hiện tại mình sẽ làm hai cái chức năng trước. Đấy. Thì đầu tiên cái chức năng chơi lại nhá, các bạn set cho mình cái hàm on click. Đấy. Mình sẽ để cho nó các bạn gõ cho mình đặt tên hàm cho mình. Đấy. Là chữ là chơi lại đi. Chơi lại này. Đấy, ok. Rồi các bạn kích chuột phải vào trong này và chọn. Đấy, một cái chuột phải là tạo, nó sẽ tạo ra một cái hàm on hàm click ở đây. Đấy. Thì mỗi lần các bạn thao tác, các bạn kích vào trong cái thằng chơi lại này thì đồng thời nó cũng gọi ra cái hàm này. Thì giờ mình muốn chơi lại thì mình sẽ làm thế nào? Đó, đơn giản thôi. Thì mình cũng tạo ra một cái intent. Intent nhé. Bằng new intent. Mình truyền vào git này và mình gọi sang quay lại cái hàm main activity chấm class đó chấm phải này, và mình không chuyển thêm cái gì cả đấy, tạm thời mình không chuyển gì cả. Sau đó là mình start activity truyền vào cái thằng intent đấy, rồi sau đấy thằng ở đây thì mình sẽ ở trong thằng này thì mình sẽ finish finish nó đi đấy, thì người chơi có thể chơi lại. Rồi các bạn chờ mình xíu nhé, mình sẽ phải bấm run hai lần. Do là cái cách cũ đúng là cái trạng thái cũ của cái app nó vẫn bị lưu lại. Ok, bây giờ mình sẽ thử chơi này. Đấy. Rồi, nêu bật 9 đúng không? Bây giờ mình muốn chơi lại sao? Đó, quả nó sang bên này không? Đấy, sang bên này chơi lại từ đầu ấy. Chơi lại từ đầu ấy. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy, đấy là đã xong cái chức năng chơi lại đó, ok. Rồi tiếp theo đấy đến là cái chức năng thoát game. Đấy, thoát game thì đơn giản hơn nhiều đấy. Chứ là thoát game đơn giản lắm, các sang bên máy activity như mình nhá, các cũng tạo cho thằng này một cái hàm on click. Đấy, mình sẽ đặt tên là thoát game. Thoát game rồi nó sẽ hiện cái con một cái đèn ở trên này. Đấy, các bạn kích vào và tạo cho mình cái hàm ở đây. Thì thoát game thì đơn giản, các bạn gọi cho mình cái hàm onfinish là xong. Nó đơn giản lắm, cái thằng chức năng thoát game mới đơn giản.
Rồi, ok, chơi nào, chơi nào, chơi nào, chơi nào. Chơi này, chơi này. Chơi này. Rồi, cho nó dừng lại đây vào 6 đi. Rồi bây giờ mình bấm thoát game. Đó, ngay lập tức sẽ thoát game luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, đấy là cái chức năng thoát game của nó. Đó. Thì xem nào, thì bây giờ đã là mình đã đến cũng là đi khá nhiều rồi đấy. Đi khá nhiều rồi đấy. Đấy. Thì ở phần sau nhá. Sorry các bạn một chút, có nghĩa là thực sự mình cũng không có nhiều thời gian cho lắm nên là mình chỉ tranh thủ thời tối thôi. Tranh thủ thời tối thôi nhưng mà nếu như bây giờ mấy giờ? Đấy, hiện tại bây giờ đang 0:38 đấy, hiện tại thì mình tranh thủ cái thời gian mà cuối ngày của mình đấy thì mình sẽ quay video để hướng dẫn các bạn làm nên là mình sẽ không quay được nhiều đấy, chỉ có hôm thứ bảy chủ nhật gì đấy thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để quay đấy, nên là cái tốc độ ra video của mình nó hơi chậm, hơi chậm một xíu. Ừ. Thì mong các bạn thông cảm. Thì bây giờ ở mình đi cũng được khoảng tầm một nửa chặng đường rồi đấy. Rồi mình cứ để xem, bây giờ mình sẽ để xem nhá, để xem mà mình hiện tại phần kết thúc xong có gì không nhá. Hiện tại mình bây giờ mình đang thiếu là cái lúc mà không không làm gì thì con sư tử sẽ nhảy kiểu của khác chứ không nhảy kiểu này nữa, đúng không? Đấy. Nó nhảy kiểu khác chứ không nhảy. Ok, game over. Đấy thì hiện tại đây là cái phần có cái phần chơi lại này, có phần chia sẻ này, đấy, có phần chia sẻ này và có cái phần chơi với bạn bè. Đấy, đấy là Facebook. Đấy, trên Facebook đấy mình sẽ không thể làm giống hết 100% được. Ừ. Thì ở bây giờ nhé mình sẽ thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là dần dần thôi, nó là thêm cái phần làm nào cho nó cái màn hình nó được đẹp như này trước đã đấy, được đẹp như này trước đã, ok chưa? Đấy, ok, video của mình xin được dừng lại đây, chúc các bạn học lập trình vui vẻ.